Bà năm nay nhiêu tuổi rồi bà? 72 rồi. Ừ, hàng 7 không? Bà này hàng 79. 79 rồi. Tao 71. Bà 71. Dạ. Bà làm bây giờ bà ở không chứ đâu làm nè. Không con. Bác cái đồ đằng chợ nãy giờ. Thôi giờ tôi cũng nhận mấy phần quà này, tôi cũng cảm ơn nhà tài trợ mà từ thiện cũng nhiều lắm. Rồi. Anh Tết vui vẻ. Anh Tết vui vẻ nha. Rồi. Từ thiện. Bà chúc cho con. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý chị. Thì hôm nay là ngày 29 Tết, Bùi Hồ đang có mặt ở tại quê nhà. Và đây là quê hương ở Thanh Bình của Bùi Hồ. Và phía sau lưng đây là nhà của Bùi Hồ, cô bác quý chị. Ở trong nhà thì hôm nay cho có chất rất là nhiều quà để chuẩn bị Tết cho bà con còn khó khăn. Và cái số quà Tết này thì được chị Xuyên ở Nhật Bản hỗ trợ cho bà con ở quê của Bùi Hồ. Và với 50 phần quà, mỗi phần trị giá là 300.000 đồng. Thì vào một chút xíu nữa đây thì sẽ phát cho các bà con ở đây. Thì mỗi một phần như thế á, thì Bùi Hồ quay cho cô bác quý anh chị xem luôn. Có nhờ ba mua. Thì mỗi một phần như thế này là gồm có gạo. Ở đây là có 10kg gạo. 10kg gạo thì có 50 bao. Và đây là mì. Mì gói thì ở đây thì có 50 thùng mì. Đó. Và đây là chuẩn bị thì Tết thì cũng phải có thêm bánh in, rồi đường, rồi cái gì ta, nước tương, dầu ăn và bột ngọt. Đây là những cái phần quà mà để cho bà con Tết, và đặc biệt là cũng ngay cái đợt dịch này nữa, nên thành thử ra là chuẩn bị ở đây cũng chuẩn bị đã xong hết rồi. Và quay clip này thứ nhất là gửi cho chị Xuyên xem để cho chị vui trong cái ngày Tết, và thứ hai là cũng hỗ trợ cho bà con nghèo. Cô bác quý anh chị cùng đợi nha. Nó đi ăn Tết đồ luôn. Rồi ăn Tết vui vẻ. Không có bao gạo, mới được. Bánh. Đưa lên, đưa lên tay để được cầm. Đây con thu phiếu cho. Để qua đây lấy phiếu anh phát. Rồi. Dạ cô. Rồi ăn Tết vui vẻ nha cô. Cầm, có cầm được không? Được không con? Dạ. 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 Rồi. Đây phải không? Để cho lấy phải. Khoan, để đi từ từ ai. Dạ. Cái này là chúng đây phải không? Đây. Lấy ba lấy phiếu ba đưa hộ. Đây của chị hả chị? Của chị đây. Cô chú ăn Tết vui vẻ nha. Đây. Của cô Tám. Mỗi một phần như thế gồm có gạo, mì, với lại bánh in, với lại nước tương, đường, bột ngọt. Tám cầm được không Tám? Dạ được không con? Dạ nguyên bao gạo dùm mà Tám này đi cho con. Cái này của chị này, Phan phải đưa rồi chị này. Lấy gạo xuống đi, lấy gạo xuống. Cầm cũng được nữa. Chị C đâu mà ta? Gánh gạo dùm rồi. Chị C để thằng này chú ha. Lấy chú này đi, lấy chú này đưa cho chú. Chú này lấy đi chú. Chú cầm nổi không? Không. Ôi ông cụ, năm nay nhiêu ông cụ? Rồi, có Phan để phát chị C này đi chị để cho nó cả nó. Đây chị C nè. Dạ. Dạ. Rồi cô Tư hả cô Tư? Từ. Dạ cô Tư đây. Ông cụ bà cụ không. Cầm này nặng lắm á, gần 15 kg á. Dạ của chị hả chị? Dạ. Chị gạo nha. Mì. Bánh gà nè chị. Cảm ơn con nha. Dạ dạ. Dạ. Xin luôn Tết vui vẻ nha. Dạ. Chị Tư. Chị Tư nè. Nói không vậy? Chị Tư gạo nha chị Tư. Bà Tư. Mì. Bánh. Chụp hình đi. Dạ đó gì tên? Nên nổi, cái nổi để sang bên đi chút ginh được. Cái này là một miếng rồi, kệ không cắt rồi không sao. Đúng rồi, đúng rồi. Này có cưng được ha. Đây. Ủa gì tên này chị Tư? Chị Tư xong lấy đi chị Tư. Ê, các cô lãnh xong các cô về kìa.
băng trở về. Ủa, anh đó, anh. Đây, 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 con. Được không cô? Được ha. Được không ba? Này, để lên đây. Đây, dạ. Rồi, dạ. Xong một đợt, còn lại nhiêu đây? Dạ chú, đây nè chú. Con được chú, chú chết trai rồi, cái chân ông rồi, cái nổi không? Đây, đây, có, đây nè bác. Dạ. Ô, nặng á. Dạ. Nãy giờ mới chừng 20 phần cái gì? Dạ, cô ơi chị. Để gần trường học cho biết, cho biết cái nơi. Dạ. Dạ hai thằng nha, chị bán hai thằng. Dạ dạ hai thằng. Hai thằng hai bao gạo đây chị. Dạ. Hai thằng. Rồi ba gánh nổi không? Từ lấy đi. Dạ hai thằng bánh luôn đi chị. Đây. Cô chị một thằng ha. Đi một thằng đó. Cháu nội hả bà? Dạ. Rồi. Vậy là không biết thì cái đợ ở ngoài trường mầm non không hả chú? À. Nè 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 chú. Để nhẹ nhẹ chú. Nó phần đó phần này anh. Ơ, anh ăn Tết vui vẻ nha anh. Cái này có để. Rồi trả về được không con? Được không? Bà có vô nhận quà chưa? Nhận rồi cho con. Dạ. Bà ghe xe bà đâu? Bà vô nhận quà chưa bà? Dạ ở trong có ba. À, dạ trong ba con trong á. Dạ. Mày có thằng chồng. Dạ. Thằng ngô vậy sao? Dạ. Trai đẹp trai mà. Nói thằng ngô. Ê tôi mới gặp mẹ nó nói bộ con mày đi nước ngoài gì có tiền tài trợ. Nó nói bà nậu ơi thì đi đẳng đi rồi biết. Bà dạ cô Ngọc. Ừ. Dạ vô bà. Rồi nói gì không? Thôi giờ tôi cũng nhận mấy phần quà này tôi cũng cảm ơn nhà tài trợ mà từ thiện cũng nhiều lắm. Rồi. Anh Tết vui vẻ. Anh Tết vui vẻ nghe. Dạ. Từ thiện. Bà chúc cho con được mình yên vô sự. Dạ. Rồi con cảm ơn bà. Dạ anh hai. Chúc Tết. Dạ anh hai đây ha. Dạ. Rồi bà gánh gạo nổi không? Bà chết. Đỡ đại ốc mà. Dạ. 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 Ôm dùm lại nhận chi đi nó chọn anh hai đó anh hai nhận cái này hết bắt con này nè con mới từ từ tới con bà năm nay nhiêu tuổi rồi bà? 72 72 rồi. Ừ hàng 7 không bà này hàng 79 rồi tao 71 bà 71. Dạ. Bà làm bây giờ bà ở không không chứ đâu làm ở không con bác cái đồ đằng chợ nãy giờ ờ. Ăn mắm gì mắm mắm tính tiền ăn thôi. Dạ. Bây giờ bà ở có một mình à không ai nuôi. Dạ. Còn bà bây giờ bà làm cái công việc gì? Không có làm gì nổi chứ. Bà nổi nổi à. Mà làm gì? Đi còn bà? Cũng không làm gì nổi, như cái trứng căng trần. Mà bị cần quần máu não con ơi. Ờ, dạ, dạ. Nhất ban con đầu bây giờ cục cục không chịu nghe. Dạ. Bây giờ mua rồi rồi sao bà kinh quà về nổi? Nổi cháo cho trận lấy. Dạ, dạ. Nói cháo bà vô. Con kia đó, nói giọng kia nhỏ đó nó chở. Dạ. Bà chạy được không? Được. Bắn gì chạy được không ạ? Được rồi, ổn rồi. Sao mấy tuổi rồi quá? 69 rồi. 69 mà chạy xe Honda được. Ê, đi đồng móc đồ, móc tay túi trơn mà chưa thấy. Ồ, dạ, móc gì bà? Móc tiểu, móc đồ, móc người ta bỏ gì, móc mấy gì bán. Chứ đâu có ấy đâu. Dạ. Mấy phần nữa là hết rồi. Đi đâu móc đủ rồi không? Đi đâu dạ. Coi còn lại 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4 phần nữa là xong. Ăn Tết vui vẻ nha bà. Tôi có bác của anh chị gõ luôn. Thì cái số tiền mà mua gạo á là 6.600.000 đồng. Còn đây là của đơn thứ hai là gồm có mua mì, về dầu ăn, rồi nước tương, bột ngọt, đường với lại bánh in. Thì ở đây là tổng cộng là 7.550.000 đồng. Và còn ở đây là thêm mì gói, dầu thêm một phần nữa cho đủ tiền luôn, đó là 755.000 đồng. Tổng cộng ra ba cái hóa đơn là 6.600.000 với lại 7.550.000 đồng với lại 755.000, thì ra được 14.905.000. Và còn lại là 95.000 còn lại thì sẽ thay mặt cho chị Xuyên sẽ gửi cho những cái hoàn cảnh khó khăn, gửi cho những cái hoàn cảnh khó khăn lại luôn cho những cái người mà cơ nhở ngoài đường á chị Xuyên. Dạ thưa bà con cô bác của chị, thì hôm nay thì sau một thời gian phát quà thì hiện nay phát cũng đã xong, còn một số phần ở đây thì chút xíu nữa chắc là còn 2-3 phần gì đó thì chút xíu nữa mọi người sẽ đến đây nhận luôn. Và hôm nay thì để phát được phần quà hôm nay thì đó là chị Xuyên ở Nhật Bản hỗ trợ để mà phát quà cho bà con ở quê ăn Tết. Bùi Hồi xin chân thành cảm ơn chị Xuyên đã dành tình cảm cho những hoàn cảnh khó khăn. Xin chúc chị một năm mới an khang.